Quý khán giả đang theo dõi những hình ảnh tổng hợp của chặng 14 giải đua xe MotoGP 2017. Chặng 14 được tổ chức tại đường đua Motoland Aragon ở Tây Ban Nha vào ngày 24 tháng 9 với tổng chiều dài đường đua là 116,8 km kéo dài trong 23 vòng đua. Đường đua Motoland Aragon được xây dựng vào năm 2009 bởi kiến trúc sư người Đức Hermann Tick và là một trong những đường đua hiện đại bậc nhất trong hệ thống giải đua MotoGP. Ba vị trí xuất phát đầu tiên lần lượt là Maverick Vinales của Movistar Yamaha MotoGP, Jorge Lorenzo của Ducati Team và Valentino Rossi của Movistar Yamaha MotoGP. Cuộc đua chính thức bắt đầu. Ở chặng 14 này, các tay đua phải hoàn thành tổng cộng 23 vòng đua. Ở chặng này, chúng ta đón chào sự trở lại của Valentino Rossi sau khi anh đã bình phục chấn thương ở chân. Valentino Rossi đang vượt mặt đồng đội Maverick Vinales để chiếm vị trí thứ hai. Dẫn đầu đoàn đua lúc này là Jorge Lorenzo của Ducati Team. Anh đang thể hiện phong độ khá tốt. Dovizioso và Marquez đang tăng tốc và ép cua Vinales để lần lượt nắm vị trí thứ 3 và thứ 4. Marquez đang áp rất sát Dovizioso. Hiện cả hai tay đua đang cạnh tranh rất quyết liệt cho vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp. Marquez đã vượt qua Dovizioso ở góc cua trái để chiếm vị trí thứ 3. Nhà đương kim vô địch tiếp tục tăng tốc. Anh đang cố gắng tấn công cả Rossi và Lorenzo nhưng bất thành. Marquez cũng đánh mất vị trí thứ 4 vào tay Dovizioso. Nhưng không bỏ cuộc, Marquez vừa lấy lại vị trí thứ 3 của mình từ tay đua số 4 của Ducati Team. Không dừng ở đó, Marquez một lần nữa nỗ lực ép cua trái để vượt mặt Rossi và anh đã thành công vươn lên chiếm lấy vị trí thứ 2. Ở phía sau, Danny Pedrosa cũng đang thi đấu rất quyết tâm. Anh vừa vượt mặt Maverick Vinales để giữ vị trí thứ 5. Pedrosa lại tăng tốc, anh tiếp tục tấn công Dovizioso để cạnh tranh vị trí thứ 4. Marquez đã vượt qua Lorenzo ở góc cua trái để chiếm vị trí dẫn đầu trong tiếng reo hò của các cổ động viên. Pedrosa vừa lấy vị trí thứ 3 của Rossi ở đoạn đường thẳng. Số 26 của Repsol Honda Team đang thi đấu rất ấn tượng. Lúc này, ba tay đua là Valentino Rossi, Maverick Vinales và Andrea Dovizioso đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ 4. Lại là Danny Pedrosa, anh tiếp tục vượt mặt Jorge Lorenzo. Anh đã liên tiếp vượt mặt các tay đua để vươn lên vị trí thứ 2. Một ngày thi đấu quá bùng nổ của Pedrosa. Và cuối cùng, Marc Marquez đã cán đích ở vị trí đầu tiên vững vàng với ngôi đầu bảng tổng sắp. Về thứ 2 và thứ 3 là Danny Pedrosa và Jorge Lorenzo. Đây là một ngày thi đấu vô cùng thành công của Repsol Honda Team khi nắm lấy hai vị trí cao nhất trên bục podium. Đây là kết quả của chặng 14 MotoGP 2017. Đây là bảng xếp hạng tổng sắp của các tay đua sau chặng 14 MotoGP 2017. Cảm ơn quý khán giả đã xem những hình ảnh tổng hợp chặng 14 của giải đua xe MotoGP 2017. Honda Việt Nam tự hào tài trợ đội đua Repsol Honda Team từ năm 2016.